Mua Liên Quân và Liên Minh Huyền Thoại tại chợ ad.vn. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay thì những đợt thì mình sẽ thực hiện một cái video. Thì đây là cái chiếc mình của mình này. Thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái video, đó là thử thách ngủ chưa ở ngoài đường. Ở trước khi bắt đầu video thì nên thấy video của tôi hay thì hãy cho tôi một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tôi để thực hiện video mới nhất và những clip hay hơn. Ok, lại cái chuỗi này. Ok, nếu mà thì bây giờ sẽ đi ra ngoài kia ngoài đường này. Đi nào. Thực sự bây giờ thực sự là trời rất là nắng. Ui. Đây thấy không? Đó là cái chỗ mà tôi đang ngủ đây. Đây tôi bắt đầu sẽ thực hiện clip ngoài đường. Đây. Chào cũng mình. Thì bây giờ tôi sẽ quẹt cái chỗ này cho sạch và trải cái đồ lên. Này. Đây. Đây là cái chỗ mà dụng cụ mà tôi đã chuẩn bị đây. Đây. Quẹt qua. Thực sự ở đây là bụi rất nhiều em ạ. Thực sự luôn. Bụi rất nhiều. Đây tôi quẹt qua một chút là nó đỡ hơn rồi. Đây. Thực sự là ngoài kia rất là mát em ạ. Gió thổi rất là long lòng. Đây. Nó đang tôi đang trên đường. Đây. Ok. Sắp tới đây. Ok, sắp rồi. Ok. Bỏ cái chỗ đây tôi ở đây. Đây là cái chân quay nè. Tôi sẽ bỏ nó quay. Thì bây giờ tôi sẽ trải cái chiếu ra. Này. Vậy. Thực sự là vừa nãy một tay là cầm rất là khó đấy mẹ. Này. Wow. Cực kỳ nguy hiểm. Đây. Ok em ơi. Tôi sẽ bỏ cái gối đây này. Đây. Ok thì bây giờ tôi sẽ xích chiếu vô một chút để xe nó đi là không nó đăng lên. Đây. Đẹp luôn. Ok. Tôi lại thêm một cái cuộn sắt này. Ok. Ok thì chỉ khi bắt đầu video thì anh thấy video của tôi đẹp và hay. Thì video hay thì hãy cho tôi một like và một đăng ký kênh. Thì một chia sẻ. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Em ơi. Đây. Năm một chút khi rất là nóng nữa. Tôi sẽ lại đá. Đá. Bây giờ thì bây giờ tôi sẽ uống được xong thì bây giờ tôi sẽ vô năm lại.
vừa lại nó sạch ra rất là hay. Đến bao giờ con trở lại từ thơ để được tặng được người đua cùng tặng để được tên trong sân dương như bạn rất nhiều người đọc giả thơ ngay bao giờ con trở lại từ ngày đón xe bắt em ơi, đây là cái cuốn sách này mình đọc trong buổi trưa. Đây, cho tới tuổi nhỏ anh rủ em chơi trò đám cưới, em làm cô dâu để chủ rể tặng quà, sinh lễ được dâu cải vòng kiêng làm băng đầu, sợi dây chuyền lại nhận là khoai mì. Cái bài thơ này thực sự là nó rất lắm mà ý nghĩa giọng tuổi thơ của tôi. Đây, nằm lại năm mà chơi nên mà thấy là cái chỗ năm được tôi nhìn chơi đó, thấy cái bụi tre của tôi nó thực sự nó rất là đẹp. Hôm nay là một ngày rất là buồn, xa trường xa lớp, không biết khi nào được gặp lại. Ui, thực sự buồn em ạ. Buồn lắm. Rồi cái thì bây giờ cũng là 1 giờ rồi. Tôi đã hoàn thành cái clip thử thách 12 ngủ trưa ở ngoài đường anh em. Rồi em thì cũng là bây giờ còn 2 phút nữa là tôi sẽ hoàn thành cái clip thử thách này. Ok. Thì trước khi kết thúc cái video này thì anh em thấy video của tôi hữu ích và hay thì anh em hãy cho tôi một like và đăng ký cái điểm hồ tôi để được mọi người biết đến. Đây. Ok. Thì bây giờ là không còn gì để chia sẻ nữa. Anh em thấy video hay thì nhớ ủng hộ tôi bằng cái like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nha. Ok. Bye bye anh em.